Thưa quý vị, một nghi can bị truy tố liên quan đến một loạt những vụ dùng súng để cướp của tại cửa hàng khắp ở Nam Cali, theo đài KTLA vào ngày thứ Tư ngày 5 tháng 6 năm 2024. Nghi can này được nhận diện đó là Antonio Plan, 34 tuổi, là cư dân của North Hollywood, công tố viên liên bang cho hay. Nghi can Plan bị cáo buộc hợp tác với hai người khác để cướp hơn một chục cơ sở thương mại ở tại Los Angeles, Cali và Orange, Cali trong 2 tuần mà thôi. Hai nghi can kia đó là Rooney Tucker, 22 tuổi là cư dân của Long Beach và bà Lucky, 48 tuổi là cư dân của Los Angeles. Từ ngày 29 tháng Giêng đến ngày 14 tháng 2 trong năm 2024, ba nghi can này đã cướp ít nhất là 11 cơ sở thương mại và gồm 9 tiệm 7-Eleven ở North Hollywood, Burbank, Torrance, Venice, Long Beach, Glendale và Pasadena một tiệm thuốc ở Thurston và một tiệm donut ở Los Angeles. Vào ngày 2 tháng 2, một ông cầm súng bước vào tiệm 7-Eleven trên đường Burbank và ép buộc nhân viên đưa hết tiền trong ngăn kéo đựng tiền. Cảnh sát cho hay, nghi can còn cướp bóp tiền của nhân viên trước khi tẩu thoát khỏi đây. Ngày 8 tháng 2, hai nghi can cầm súng bước vào tiệm 7-Eleven ở trên đường North Hollywood và ép nhân viên mở cả hai ngăn kéo đựng tiền và giao bóp tiền cho họ. Hai nghi can lấy hết tiền trong ngăn kéo rồi sau đó tẩu thoát. Điều tra viên nhìn ra chiếc xe được dùng trong hai vụ cướp đó và nhờ trực thăng cảnh sát hỗ trợ. Họ đã tìm thấy chiếc xe này vào ngày 13 tháng 2 năm 2014. Ngày 14 tháng 2, ba nghi can làm mưu cướp tiệm Donut ở Donny nhưng đã bị nhân viên nổ súng chống cự nên đã bỏ chạy. Cảnh sát Burbank đã chứng kiến vụ cướp bất thành này và không lâu sau đó, họ đã chặn xe của ba nghi can ở phía tây Los Angeles. Lúc bị bắt, cả ba nghi can đều đang mặc cùng một quần áo và mang cùng khẩu súng được dùng trong những vụ cướp trước đó. Nhóm này thường cướp vào cuối ngày, thường mặc áo khoác có mũ, trùm đầu và đeo mặt nạ. Thưa quý vị, gần 2/3 người Mỹ được coi là thuộc tầng lớp trung lưu cho hay họ đã đang gặp khó khăn về vấn đề tiền bạc và dự trù sẽ không có gì khác từ nay cho đến cuối đời, theo kết quả cuộc khảo sát do Tổ chức Liên Minh Quốc gia chi phí sinh sống thực sự còn gọi tắt là NTCLC đang làm và được Bloomberg đưa tin vào ngày thứ năm ngày 6 tháng 6 năm 2014. Nhiều dữ liệu thông thường cho thấy nền kinh tế hiện tại của Mỹ vốn đang vẫn còn trong thời gian suy thoái và thị trường lạm phát đang càng ngày càng lan rộng hơn nữa mặc dù nhiều tờ báo báo giới đã đưa tin thị trường lao động có chuyển biến cũng như là nhà cửa và chứng khoán đều tốt và GDP cũng tăng trưởng vững chắc, đó là theo thống kê của nhiều tờ báo. Nhưng dữ liệu đó không cho thấy tình trạng khó khăn về vấn đề tiền bạc của hàng triệu gia đình đang thực tế và mỗi người đang cảm nhận rõ nhất trong chính ngôi nhà của mình. Tổ chức này được thành lập năm nay để nghĩ ra cách tính chi phí sinh sống nhằm giúp đánh giá về tình trạng nền kinh tế một cách xác thực hơn và chính xác hơn. Theo kết quả khảo sát thì 2.500 người Mỹ do công ty Seven Layer Insight thực hiện vào hồi tháng 2 và 65% người có lợi tức trên 200% mức nghèo khổ của liên bang, tức là ít nhất 60.000 đô một năm cho gia đình 4 người, thường được coi là tầng lớp trung lưu cho hay họ đang gặp khó khăn về vấn đề tiền bạc. Nhiều người Mỹ có lợi tức cao hơn cũng cảm thấy bấp bênh về vấn đề tài chính theo kết quả khảo sát. Một phần tư người có lợi tức gấp hơn 5 lần mức nghèo khổ của liên bang, tức là trên là 150.000 đô một năm cho gia đình 4 người đang lo lắng về vấn đề trả biêu của mình. Tính chung bất chấp lợi tức bao nhiêu, cứ 10 người thì gần 6 người cảm thấy đang gặp khó khăn về vấn đề tiền bạc. Và mỗi người, từng người cũng có thể cảm nhận rõ được cuộc sống thực tế và chi tiêu trong gia đình của mình ra sao. Trong thực tế nền kinh tế ngày nay mà nhiều báo giới thuộc đảng Dân Chủ cũng đang ra rà nói rằng một nền kinh tế mạnh mẽ và đang phát triển trở lại. Kính thưa quý vị, vừa qua có biến là tại Florida, ở Gainesville. Một chiếc xe bus chở nông dân đã đụng phải xe trước trên xa lộ ở miền trung Florida vào sáng sớm ngày thứ ba ngày 14 tháng 5 và đã làm cho ít nhất 8 người chết và hàng chục người được đưa đi bệnh viện. Trong đó có 8 người trong tình trạng nguy kịch theo giới chức loan báo theo NBC News. Chiếc International Bus 2010 chở khoảng 50 người đã đụng phải chiếc Forester 2001 trên xa lộ State Road số 40 khoảng 6 giờ 35 phút sáng. Theo cảnh sát tiểu bang Florida FHP cho hay, hiện trường cách Gainesville khoảng 45 dặm về hướng Nam. Chiếc xe bus đang chạy hướng Tây còn chiếc xe truck đang chạy hướng Đông thì không hiểu sao xe truck lại chạy về phía chính giữa ở đường và hai chiếc xe đã va quẹt nhau. Theo như trùng ý Pat của... FHP họp báo cho biết vào trưa ngày thứ ba. Sau khi va quẹt, xe bus lạng ra khỏi đường chạy xuyên hàng rào tông gốc cây rồi sau đó bị lật, theo như ông cho biết thêm như vậy. 8 người đã thiệt mạng và 40 người được đưa đi bệnh viện, ông Pat cho hay. Trước đó, sở cứu hỏa Marion Carey, MCFR, xác nhận với NBC News. Trong số những người được đưa đi bệnh viện có 8 người nguy kịch và tổng cộng có 53 nạn nhân trong sự việc này. Tài xế chiếc xe trước ông Ryan cũng bị thương nặng và được trở đi bệnh viện. FHP loan báo sau đó, ông Ryan bị bắt và bị truy tố 8 tội danh say rượu lái xe tông chết người, theo ông David Gardner, giám đốc điều hành FHP cho biết. Có thể số người chết còn tăng lên nữa, theo như ông cho hay. Sự việc xảy ra khi chiếc xe bus đang chở nông dân đến trang trại công ty Canyon Farm theo đài truyền hình WESH ở Orlando, Florida đưa tin dẫn lời của FHP. Sáng ngày thứ ba, Canon Farm lên mạng xã hội. Thông báo là sẽ đóng cửa để tỏ lòng tôn kính những người đã thiệt mạng và người bị thương vào sáng sớm ngày hôm nay trong vụ tai nạn xảy ra cho công nhân của họ. Xin hãy cùng chúng tôi cầu nguyện cho gia đình và người thân liên quan đến những nạn nhân vi thảm này. Canon Farm viết, chúng tôi cảm ơn quý vị thông cảm cho chúng tôi vào lúc khó khăn này. Trong khi đó, ông Dominic Cotner của Hiệp hội Nông dân Florida đã thông báo họ đang cố gắng giúp cho chính quyền địa phương hỗ trợ nạn nhân và gia đình. Hầu hết nạn nhân nói tiếng Tây Ban Nha và không phải cư dân ở địa phương. Những nông dân này tới đây theo visa lao động H2A theo ông Connor cho hay, chương trình này cho phép một số công ty Mỹ bảo lãnh công dân ngoại quốc đến Mỹ làm nông nghiệp tạm thời. Theo như ông cho biết, bà Alicia, ngoại trưởng Mexico lên Twitter thông báo trong số nạn nhân có công dân nước này. Tòa lãnh sự Mexico và Orlando đang có mặt ở đó để hỗ trợ cho người Mexico và giúp đỡ về lãnh sự. Bà nói thêm như vậy, cảnh sát đã chặn xa lộ SR-40 cả hai chiều để điều tra sự việc. Kính thưa quý vị, nhiều người chia sẻ và nói rằng với sự việc này, với đồng hương gốc Việt chúng ta, tuổi đời không phải là quá lớn, xem như là coi như là hết đời và tàn đời mà thôi. Anh gốc Việt này vô gia cư có tiền sử bài do Thái và đồng ý nhận tội trong vụ mưu sát hai người ở Los Angeles vào năm 2003. Mà anh tin là người Do Thái Bộ Tư pháp DOJ loan báo vào ngày thứ Ba, ngày 14 tháng 5 năm 2024. Bị cáo là Jamie Trần 29 tuổi, đã từng sống ở Riverside, đã bị bắt ở Cathedral City vào ngày 16 tháng 2 năm 2023. Nghe ông bắn nạn nhân thứ nhì trong vòng 2 ngày tại khu phố Pico Robertson ở Los Angeles. Khi bị bắt, ông có một khẩu súng trường và một khẩu súng lục theo giới chức cho hay. Bị cáo Jamie Trần bị truy tố hai tội danh thù ghét và ý định sát hại và hai tội danh sử dụng đem theo và nổ súng trong lúc phạm tội ác bạo lực tất cả là tội đại hình. Theo dự trù, bị cáo sẽ nhận tội với ông George tránh án liên bang ở Los Angeles. Trong mấy tuần tới, DOJ ra thông cáo báo chí cho hay. Bị cáo Trần có lẽ lãnh án trung thân cho mỗi tội thủ ghét và từ 10 năm đến trung thân cho mỗi tội liên quan đến sống. DOJ cho hay. Nhưng theo thỏa thuận nhận tội, công tố viên bị cáo sẽ bị kết án 35 cho đến 40 năm tù. Theo thỏa thuận nhân tội bị cáo Trần thú nhận có tư tưởng về Do Thái và đe dọa người Do Thái. Vào năm 2018, bị cáo bị đuổi khỏi nha khoa đại học Constate Long Bridge sau khi phát ngôn đầy tính thù ghét về những sinh viên khác ông cho là người Do Thái. Từ tháng 8 cho đến tháng 12 năm 2022, những phát ngôn về Do Thái của bị cáo Trần ngày càng nghiêm trọng, trong đó có vụ ông đe dọa bạn học cũ bằng cách liên tục gọi điện thoại và gửi tin nhắn những câu như ta muốn mày chết đồ Do Thái. Có người sẽ giết mày đồ Do Thái và thiêu bằng lò nướng điều trị cho hay như vậy. Tháng 11 năm 2022, bị cáo Trần email cho hơn 20 bạn học cũ tờ truyền đơn và Do Thái trong đó có câu từng khía cạnh vụ Covid đều là Do Thái tháng sau. Lại email cho bạn học cũ trích đoàn trên trang web gọi người Do Thái là người nguyên thủy và có sọ não dày. Do từng nằm bệnh viện tâm thần, Ông Trần bị cấm mua súng tháng riêng năm 2023. Ông nhờ người khác mua cho ông hai khẩu súng. Ông trả người đó khoảng là 1.500 đô la Mỹ. Ngày 15 tháng 12 năm 2023, bị cáo Trần lên mạng tìm chợ Kosher, chợ Do Thái, với dự định bắn người nào đó gần chợ vì tin rằng ở đó có nhiều người Do Thái. Ông lái xe tới khu Pico Robertson bắn người Do Thái cử ly gần khi nạn nhân đang ra khỏi giáo đường Do Thái rồi tẩu thoát. Điều trị cho biết thêm như vậy, sáng ngày hôm sau bị cáo trở lại khu vực đó dự định bắn thêm một người nữa. Ông bắn nạn nhân thứ nhì cũng ở cự ly gần khi người này đang ra khỏi giáo đường do thái. Cả hai nạn nhân lúc đó đều mặc đồ do thái giáo như áo khoác đen và khăn đội đầu cả hai đều sống sót. Lời khai của nhân chứng và hình ảnh bị cáo cũng đã như là chiếc xe của ông giúp cho cảnh sát tìm ra và bắt giữ ông. Hai vụ nổ súng đó làm cho cộng đồng do thái bất an giữa lúc tội ác thù ghét gia tăng khắp cả nước Mỹ và khiến cho cảnh sát Los Angeles tăng cường tuần tiễu ở trong khu vực đó trong nhiều ngày. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng